Vâng ạ, hôm nay đến với tiệc sinh nhật của bé Sibor thì trước tiên xin chúc cho cháu chăm ngoan học giỏi và chúc cho gia đình của anh Sĩ được nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt. Chúc cho tất cả quý vị văn khách tới đây có một buổi tiệc thật là tươi vui và ngon miệng ạ. Bạn già bạn nghĩa bên đâu có chuẩn bị bông tặng mình cái đỡ quê nha bạn. Lâu lâu mình mới qua bên đây mà bạn mới tiếp mình chứ. Anh hôm nay tặng một quán nơi đây, mọi người bên nhau ta chúc mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng gọi tặng tên. Happy birthday, happy birthday to you. Đến với anh hỡi người.
bị nguyên với ông cho nó lấy cái loa. Chơi gì?
sớm về có đuổi đó mà. Có số phần xả đâu cho anh xin đi, mày hỏi về rồi đuổi bỏ à. Chơi chơi thì thôi hả? Quên cái này chắc là ai? Thôi ăn này đi, ăn này đâu. Ăn nướng nữa. Cái này nè. Cái đó ngon quá. Ăn nướng thôi ăn đi. Mình đúng không? Để quay thì mới vô hình anh em được chứ. Đó, đây có đại gia đây nè. Vô anh. Đâu? Vô, vô. Một, hai, ba, vô. Phương nha, chào Hoàng Hoàng, chào tất cả mọi người đi, chứ nãy giờ không biết ai để chào hết. Bay bốt lúc trước đưa vô là nó nhận diện khuôn mặt, nó gắn thẻ được, mà giờ nó không có rồi. Ở trước nó gắn thẻ. Yeah.